cái gì cứ? Minchi, Dương Sóc, Sang Hung và Đôn Đôn nữa, tất cả đều đã biến mất hết rồi. Nào, tất cả các em hãy nghe đây. Từ bây giờ, đàn nai trong chuồng sẽ sống ở đây cùng với chúng ta đó. Mình chỉ mới nhìn thấy hình của chúng thôi, nhưng chúng thật sự rất dễ thương đó. Chúng dễ thương như cha đu vậy. Đã từ rất lâu rồi mình không có cảm giác giống như vậy kể từ khi Molly rời đi. Vậy mình đã quyết định chọn con đó. Cái con đang đứng á, từ bây giờ xin hãy gọi nó là Minchi. Mình sẽ là mẹ của nó và chăm sóc cho nó mỗi ngày. Nếu vậy thì con nai đang nằm ngủ ở đó sẽ là cha đu. Vậy thì cái con đang ăn đằng kia sẽ là Đôn Đôn, và cái con lớn là Vui Sức. Còn lại con cuối cùng sẽ là Sơn Hôn. Tụi nó thì là dễ thương. Xin chào thầy hiệu trưởng. 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 Đôn Đôn à, mình đặc biệt làm cái vòng cổ này cho bạn á. Từ giờ trở đi mình hứa là sẽ chăm sóc bạn mãi mãi. Nhìn kìa, bọn chúng rồi sẽ lớn hơn cái chuồng này thôi. Thầy nghĩ các em đã chăm sóc và làm cho chúng cảm thấy vui vẻ. Mình nghe nói cả năm con đều bị mất tích, không lẽ có ai bắt trộm hả? Nè các bạn, đọc cái này đi. Dạ đạo có bất hợp pháp. Bán để lấy thật sao? Có nhiều cửa hàng bán thức ăn bất hợp pháp đã cố tình thuê người bắt trộm nai và bán để lấy thịt. Vì vậy mà họ đã mau chóng trở nên rất giàu có. Đều ở thị trấn của chúng ta. Ôi trời ơi, đều ở thị trấn chúng ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ cha đô à? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng. Bạn đừng khóc nữa, nhà trường đã báo vụ mất tích rồi, nên mình chắc là chúng không sao đâu. Thôi đừng có khóc nữa mà, bây giờ chúng ta sẽ đi ăn bánh gạo cay về súp nha. Mình tự hỏi liệu cha đu đã ăn trưa chưa. Bữa trưa của nó cần ít nhất là một bao cỏ. Dạ xin chào quý khách. Làm ơn cho một phần bánh gạo cay và một phần bánh rán. Dạ của quý khách đây. Đó là cái gì vậy? Cha đu à, bạn có muốn ăn thêm bánh cá nữa không? Minchi à, bạn hãy nhìn người đàn ông ở bên kia đi. Bạn đã từng nhìn thấy ông ta bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Quý khách có muốn dùng thêm súp hay không ạ? Không cần đâu, xin cảm ơn. 3.000 won đúng không? Cái đó là dây thừng đúng không? Dạ cảm ơn. Mau đi thôi Minchi ạ. Bạn nhìn thấy dây thừng trong cọc của ông ta thật chứ? Lạ thiệt đó, không chỉ như vậy thôi đâu, ông ta còn có những vết thương kỳ lạ trên mu bàn tay nữa. Và hơn hết, chúng ta chưa từng thấy ông ta ở đây trước kia. Đó chắc là nhà của ông ta, chúng ta có nên báo cảnh sát không? Sợi dây thừng và những vết thương vẫn chưa đủ đâu, chúng ta cần phải có thêm nhiều bằng chứng chắc chắn hơn mới được. Đúng đó, mình nhớ ở trong phim kẻ xấu luôn thoát khỏi tội ác khi phía cảnh sát không có đủ bằng chứng để buộc tội. Đúng là như vậy. Vậy thì mình biết chúng ta cần phải làm gì rồi. Được rồi Minchi à, tập hợp mọi người lại nào.
Bây giờ trời đã sắp tối rồi, ở đây sẽ rất yên tĩnh, vì vậy ông ta có thể nghe thấy được chúng ta, cho nên chúng ta sẽ sử dụng SN English từ bây giờ. SN English là cái gì vậy? Snip, nothing, sniver is not. Snip, snot, snip, snin, snop, snim, snip, snip, snus, nani. Là tiếng Đức phải không? Đúng là ngốc mà, là thêm SN vào đầu mỗi chữ. Thí dụ là vậy nè. Snip, snip, snu. Snip, snu, 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 snip, snip, sembo. Các bạn ơi, ông ta đi ra ngoài kìa. Không biết đó là cái gì đây. Tại sao ông ta lại ném vào thùng rác người khác chứ? Mình tìm được nó rồi. Hãy mở nó ra nhanh lên. Đây là đây chính là lông của loài động vật, và mình nghĩ đó chính là lông nai. Có chuyện gì vậy? Anh ta bắt trộm động vật. Bắt trộm động vật gì chứ? Tôi thật sự không biết là các người đang nói về chuyện gì nữa. Nếu vậy thì anh vui lòng giải thích về chiếc áo phủ lông động vật hiện đang ở sở cảnh sát của chúng tôi đi. Cái gì? Nhưng cái đó là... Hả? Chuyện này là sao vậy ta? Xin anh cảnh sát hãy vui lòng hiểu cho. Tôi thật không nỡ nhẫn tâm dứt bỏ chúng. Tôi biết đây là phạm pháp, nhưng hãy làm ơn để tôi giữ chúng. Và hơn nữa, tôi thật sự không biết bất cứ chuyện gì về mấy con nai hết. Thật không thể ngờ được. Vậy đàn nai của chúng ta đang ở đâu? Cha đủ à, từ giờ con làm ơn đừng làm điều gì nguy hiểm nữa có được không? Đàn nai của tụi con đang gặp nguy hiểm mà mẹ, nên con không thể ngồi yên. Chuyện đó cứ để cho phía cảnh sát giải quyết đi. Con không lo học hành nhận nuôi mấy con nai đó làm gì chứ? Sinh Hun đã nhận nuôi một con chó lạc từ núi xuống, nhưng ba mẹ của bạn ấy có la đâu. Chuyện đó cũng tốt mà mẹ. Xin lỗi ai vậy? Là Sơn Hô nó hả? Cái gì chứ? Sau khi nhìn kỹ, mình chắc chắn đây là vòng cổ của Đôn Đôn. Như vậy có nghĩa là con chó nhỏ này và Đôn Đôn đã ở cùng một chỗ với nhau. Ôi trời ơi, nhìn cái này coi. Vậy có nghĩa là chúng dùng mấy con chó bị bỏ rơi này để làm vỏ bọc che đậy. Gần đây đã có một làn sóng bán thịt nai bất hợp pháp ở khu vực Hơn Sớt Đông, và sở cảnh sát đã bắt giữ được kẻ cung cấp chính. Thật ngạc nhiên là một nhóm học sinh trường tiểu học Hắc San đã phát hiện ra được kẻ cung cấp phạm pháp này. Con dự định sẽ sử dụng tiền thưởng này như thế nào? Tụi cháu sẽ mua thức ăn cho nai và vật dụng để bảo vệ chúng. Họ có tất cả 5 con nai đúng không? Đúng vậy, chúng đang giao một món tiền lớn đó. Yeah.
thị ra đây chính là cuốn nhật ký của mẹ. Thì hay lắm, để xem mẹ viết những gì đây. Được rồi, các em hãy mau nộp nhật ký của mình cho cô. Cha Đu à, bạn làm xong nhật ký chưa? À, lẽ đương nhiên, mình phải làm xong từ lâu rồi. Thật vậy sao? Cha Đu đã hoàn thành nhật ký về nhà của mình đúng hạn thật sao? Ngày 10 tháng 8, mẹ của mình đã bị bệnh. Mình thật sự đã rất sợ hãi vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Mình đã dồn hết sức mạnh để cố gắng giúp đỡ mẹ một tay. Bởi vì đó chính là điều duy nhất mà mình có thể làm được cho mẹ. Ngày 12 tháng 8, bàn tay của mình đã bị thương rất nhiều chỗ vì phải rửa chén giúp cho mẹ mỗi ngày. Mình muốn đi bác sĩ lắm nhưng mà không thể được vì gia đình của mình không có đủ khả năng để trả tiền cho bác sĩ. Ngày 14 tháng 8, bởi vì phải giặt đồ cho nên mình đã bị bệnh chàm của các bà nội trợ. Mình đã nghĩ da của mình có lẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Mình có cảm giác tay của mình không thể cầm được bất cứ thứ gì. Cha Đu ơi, cô không thể nào đọc tiếp nhật ký của em. Cô không thể tin được mình đã không hề ai biết chuyện này. Cô đúng là một giáo viên hơi hờ quá. Nè, cậu đang làm cái kiểu gì vậy hả? Không thể quét mạnh lên được hay sao? Mẹ mình nói là sẽ không tốt cho việc phát triển của một đứa trẻ khi phải làm những việc dùng quá sức như vậy đó. Nhưng mà việc quét dọn đâu có nặng nhọc gì đâu. Thôi để mình làm cho đi. Chơi cho đâu em? Dạ, thưa cô, chuyện này chỉ là... Dạ em xin lỗi, do lớp mình đã có tiết thực hành vào hôm nay cho nên phòng có quá nhiều bụi. Mà thôi không sao, cô đến không phải là để la em. Nhưng mà dù sao em không nên ở đây vào lúc này. Em cứ việc về nhà đi, còn chuyện vệ sinh để cho mấy bạn làm. Thưa cô, thiệt như vậy hả? Mình về nha các bạn, nó vệ sinh cho sạch sẽ đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô dám chỉ cho một mình Cha Đu về sớm chứ? Cắt lớp vệ sinh xong chưa? Nè Cha Đu à. Dạ có chuyện gì ạ? Đáng lẽ em nên nhờ các bạn giúp em làm những việc nặng nhọc như vậy chứ. Sao em lại không quan tâm tới bản thân của mình chút nào vậy? Dạ em cũng hiểu, nhưng mà cô cũng biết em rồi đó. Ngay cả các bạn trai ở trong lớp chúng ta cũng chưa chắc khỏe mạnh được bằng em. Không thể nào tin được là em ấy vẫn lạc quan trước mọi hoàn cảnh. Cha Đu, em làm gì vậy? Hồi nãy em đã đi lấy nước rồi, bây giờ sao còn phải đi lau bảng nữa chứ hả? Em làm bởi vì đó là nhiệm vụ trực nhật ngày hôm nay của em thưa cô. Ôi, cô không thể nào tin được, tại sao các bạn lại không chịu giúp em? Cô đã từng nói rất nhiều lần với các em rồi, để có thể trở thành một con người tốt, trước hết các em phải giúp đỡ bạn bè cùng lớp của mình, nhất là những bạn kém may mắn hơn. Cả lớp đã nghe rõ chưa? Chúng ta đã làm điều gì sai hay sao? Mình có bao giờ biết lý do bị la đâu. Những người bạn kém may mắn hơn hiện đang ở xung quanh chúng ta. Vì vậy nếu các em không chịu quan tâm giúp đỡ họ, cô nhất quyết sẽ không nhận các em là học sinh của mình nữa đâu. Thiệt là tốt, mình không cần phải làm nhiều việc ở trường nữa rồi. Cô giáo chúng ta có dễ quan tâm đến bạn nhiều quá ha. Trường của chúng ta có một sự thay đổi về việc hỗ trợ cho một học sinh có hoàn cảnh kém may mắn. Ban giám hiệu đã xét duyệt khoản tiền đó rồi. Như vậy là rất tốt. Đây thật sự đúng là một tin tốt. Đây là một việc nên làm. Em nghe đây Cha Đu, ban giám hiệu của nhà trường đã quyết định trao cho gia đình em một món quà, cho nên em cứ nhận, đừng có ngại gì nha. Cô ơi, có gì phải ngại đâu chứ. Em rất thích món quà đó, và em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu. Thật không ngờ em ấy lại vui mừng tới như vậy. Thật là tội nghiệp Cha Đu. Đây chính là một phần thưởng mà nhà trường dành cho em, bởi vì em là một học sinh rất gương mẫu. Em đã hiểu chưa? Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà em là một học sinh gương mẫu thiệt hả cô? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ.
cho đu con về rồi sao? Mẹ đang viết nhật ký, con đừng có làm phiền mẹ. Mẹ ơi, con được nhà trường trao phần thưởng đó. Trao phần thưởng gì, chuyện gì? Cô giáo nói vì con là một học sinh gương mẫu, và nhà trường đã trao cho con một phần gạo cùng với tiền. Cái gì hả? Cho gạo và cho tiền sao? Có phần thưởng như vậy luôn hả con? Con đã nói là con được nhận vì là một học sinh gương mẫu rồi mà. Như vậy là tốt rồi. Khi nào con được nhận thưởng vậy? Con nghĩ chắc là sẽ sớm thôi. Ủa? Nhưng mà cũng lạ thiệt ta. Shadow chưa từng làm bài tập về nhà đúng hạn, nhưng nhà trường vẫn cho nó là học sinh gương mẫu hay sao? Dạ. Sao vậy em? Em không thấy thoải mái khi cô đến thăm nhà em hôm nay hay sao? Dạ không có, không phải là vậy đâu cô. Ý em không phải vậy. Thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Sau buổi trưa hết giờ dạy, cô sẽ đến nhà của em. Cho nên em hãy cho cô địa chỉ đi được không? Dạ thưa cô, em cần đi vệ sinh ngay bây giờ ạ. Em ấy bị sao vậy? Bạn chép nhật ký của mẹ để làm nhật ký của bạn hay sao? Đúng vậy đó, sắp tới hạn nộp nên mình không còn cách nào, cho nên đành phải làm như vậy. Giờ phải làm sao đây? Nếu cô giáo tới nhà mình thì chắc chắn cô sẽ biết tất cả mọi chuyện cho con. Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên nói hết sự thật với cô đi. Bạn nói gì vậy hả? Mình mới được điểm bài tập về nhà duy nhất của học kỳ này mà thôi đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nói ra chứ? Mình phải làm sao đây? Mẹ ơi mẹ. Mẹ có chuyện gì cần con làm giúp không? Sao chứ? Con có nói thiệt không vậy con? Nếu thiệt như vậy thì con hãy vào đây giúp mẹ nhặt giá đi. Dạ con biết rồi. Con rửa chén giúp mẹ luôn nha. Hôm nay con bị sao vậy? Con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà. Lần đầu mẹ mới thấy á. Mẹ ơi, mấy cái này có cần phải giặt luôn không mẹ? Mấy cái đó mẹ mới giặt phơi không thấy hả? Không được, con sẽ đem chúng đi giặt lại. Như vậy sẽ càng sạch sẽ hơn nữa. Thôi đi, con làm gì vậy? Con không thể nào giặt được đâu mà. Dạ, tôi ra liền nè. Dạ, cô chào mẹ Chadu. Ôi trời đất ơi, là cô giáo của Chadu. Cô tới nhà tôi có chuyện gì không? Chadu à, cô đã đến rồi đây. Dạ, em xin chào cô ạ. À. Mẹ ơi mẹ, mẹ tiếp cô giáo đi. Bây giờ con phải đi giặt đồ và rửa chén đây. Không biết là họ đang nói chuyện gì ở bên trong nữa. Sao lại im lặng vậy chứ? Sau khi đọc nhật ký của Chadu thì tôi mới biết được hoàn cảnh của gia đình chị. Nó đã làm cho tôi nhớ lại những ký ức tuổi thơ của bản thân. Dạ, thật như vậy sao cô? Tôi cũng sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy. Giống như Chadu đây, tôi đã làm đủ mọi công việc ở trong nhà từ nhỏ cho đến lớn. Ai làm những công việc nhà vậy cô? Chadu làm hả? Đọc nhật ký của Chadu, tôi thấy giống như đang đọc lại nhật ký của bản thân. Vì vậy trong khi đọc tôi đã phải khóc rất nhiều. Gì đây? Là nhật ký của mình mà. Sao con bé này vậy? Hồi còn nhỏ mẹ tôi cũng bệnh rất nặng. Vì bà đã có một cuộc sống cực khổ. Cái gì vậy mà tôi? Cô giáo ơi, xin cô đừng khóc. Mẹ và cô giáo đang nói chuyện gì với nhau vậy ta? Nè Choi Chadu, sao con dám sao chép nhật ký của mẹ hả? Đã vậy em còn nói dối với cô Choi Chadu à? Em đúng là một đứa bé hư hỏng. Mình không thể nào nghe được hai người nói chuyện gì hết. Trời ơi, nghe cảm thấy lo sợ quá. Cảm ơn chị, tôi xin phép về đây. Ôi trời, làm phiền cô giáo ghét quá. Tạm biệt cô giáo, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Chadu à, cô về nha, hẹn gặp lại em ở trường ha. Dạ, em chào cô, trên đường về nhà cô nhớ cẩn thận nha cô. Bây giờ em phải đi làm việc nhà tiếp đây ạ. Trời, Chadu, đứng lại đó. Con thực sự phải làm công việc nhà hay sao hả? Dạ, mẹ yêu của con. Mẹ của con bệnh rất nặng cho nên con rất là lo lắng. Và con phải làm hết tất cả những công việc ở trong nhà thật hả? Sao trước đây mẹ chưa hề thấy việc đó bao giờ vậy? Ôi trời ơi, mẹ yêu của con. Mẹ ơi mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Con không bao giờ dám chép nhật ký của mẹ nữa đâu. Thôi được rồi, mẹ sẽ bỏ qua việc sao chép nhật ký của mẹ. Mẹ sẽ bỏ qua cho con có thiệt không?
Có thể, nhưng mà... Để con không phải là một người nói dối khi đã viết ở trong cuốn nhật ký, thì con sẽ phải làm tất cả mọi việc ở trong nhà như những gì con đã viết. Và con cũng phải nên học được rằng cuộc sống thật sự của con sung sướng đến nhường nào. Mình sẽ phải nói gì với cô giáo khi gặp cô ngày mai đây? Bài tập của mình coi như đã hoàn thành rồi. Để chờ xem, nhất định mình sẽ bắt được ai làm việc này cho coi. Mẹ đang làm gì vậy mẹ? Trời đất ơi, con làm mẹ sợ hết hồn. Không được bỏ rác ở đây sao? Ôi trời, đã có ai đó bỏ rác đầy trước cửa nhà mình, và họ đã bỏ rác ở đây suốt mấy ngày nay rồi đó con à. Thật như vậy hả mẹ? Không thể nào tin được. Nếu có ai đó bỏ thứ gì thì con nghĩ hãy nên là thức ăn đi. Dù sao thì mẹ có nghĩ là chúng ta nên dán bảng cảnh cáo sẽ hiệu quả hơn hay không? Sẽ hiệu quả hơn sao? Mẹ thấy sao hả mẹ? Tốt. Cái gì hả? Người nào lại có thể làm ba cái chuyện bất vệ sinh như vậy chứ? Nhưng sự thật là như vậy đó anh. Tại sao người đó lại dám quăng rác trước nhà người khác như vậy? Đó chính là rác của người đó chứ không phải rác của ai khác. Em nhất định không được để cho những người đó gây mất vệ sinh như vậy. Xin ba hãy bớt giận đi. Con biết rằng hiện giờ ba đang rất nóng, nhưng mà ba hãy bình tĩnh lại đi mà. Thưa ba mẹ con đi học. Mẹ ơi mẹ! Chúng ta đã dán cảnh báo rồi mà. Nhưng nó lại xảy ra nữa. Được rồi, để xem mấy người làm như vậy được bao lâu, rồi các người sẽ biết tay của tôi. Nhưng mà mẹ ơi, ý của mẹ nói cái đó gọi là CCTV. Đúng rồi đó, nhưng lắp CCTV tốn nhiều tiền lắm. Nhưng mà mẹ sẽ dùng cách mà không cần phải tốn tiền. Vậy có nghĩa là... Con biết cách của mẹ rồi, nhưng chúng ta thật sự cần phải làm như vậy sao? Tất nhiên như vậy rồi. Chúng ta nhất định phải làm công việc này cho đến khi bắt được thủ phạm đích thực. Gì vậy? Phải canh chừng liên tục cho tới khi hắn hành động, biết chưa? Nhưng nếu lỡ con cần đi vệ sinh thì sao? Có nó nè. Không thể tin được mà. Không còn cách nào khác, cần phải nhanh chóng bắt được thủ phạm thôi. Hay lắm, chính là hắn ta rồi. Anh hãy mau đứng lại, thật là không biết xấu hổ. Tôi tới đây, mau đầu hàng. Mẹ ơi mẹ, ba ơi ba, con bắt được hắn ta rồi, mọi người mau ra đây đây. Cái gì? Đã bắt được tên thủ phạm rồi hả? Không phải tôi, không phải tôi. Tôi làm gì sai đâu, thả tôi ra. Người muốn làm quá đáng. Tôi đã nói rồi mà, tôi không phải là người xả rác ở đây. Túi của tôi đây nè, hãy nhìn bên trong thử đi. Tôi sắp mở một quán cơm cuộn ở đây đó, nhưng hiện giờ tôi đang cố gắng giấu trước khi khai trương. Sao mọi người lại làm như vậy với tôi chứ? Em thật sự xin lỗi, là do bởi vì có người đã bỏ rác rất nhiều ở trước cửa nhà em mỗi ngày. Họ hay bỏ rác ở ngay đây nè. Quá gì vậy? Chuyện gì vậy? Lại xảy ra nữa rồi sao? Màu vàng ơi, đừng ăn nữa. Nè, mày cũng đừng ăn nó nữa, hãy về nhà mau lên đi.
Nhưng bịch rác bỏ ở bên đó, còn tôi thì đang đứng ở bên này mà. Đúng là cha đu con thiệt tình. Không phải là lỗi của con đâu. Từ nãy giờ con canh chừng không rời mắt một giây nào luôn. Thật sao? Vậy nghĩa là ta không thể đối phó với tên bỏ rác bằng cách thông thường được. Thiệt tình à? Con đã không thể nào biết được, bởi vì con không hề ngửi thấy mùi kinh dị của rác khi họ mang tới. Hãy xem nào. Trời ơi, nhưng chị đang làm gì vậy? Cái này được gọi là nghiên cứu khoa học đó em. Bà đã hiểu rồi, Shadow đang muốn tìm chứng cứ ở trong bịch rác. Đúng là thời gian chị Shadow xem TV không lãng phí chút nào. Như vậy thì sao? Liệu là sẽ tìm được gì? Và sẽ có thể bắt được tên bỏ rác sao? Dạ, và kẻ bỏ rác đó chính là một người nào đó rất thích ăn cá ngừ đóng hộp. Sao chúng ta có thể tin tưởng vào Shadow được? Trên TV đã nói rằng họ thường tìm ra chìa khóa từ những manh mối rất nhỏ. Nhìn cái hộp này, em nghĩ chúng được lấy từ siêu thị Happy. Chúng thường được dùng ở trường mẫu giáo của em. Đúng vậy, chị cũng nghĩ nó được mua ở đó. Nhưng mà Barbie à, loại cá ngừ đóng hộp này được bán ở khắp mọi nơi đó. Đừng có gọi em là Barbie nữa. Này chị hãy xem trong túi đi, tất cả đều mua ở siêu thị Happy đó. Cái này là ở đây có đúng không chú? Và ai đã mua vậy? Chú có biết không? Cái người đã mua rất nhiều cá ngừ đóng hộp đó. Đúng vậy, đây là túi của siêu thị chúng tôi. Và tôi hiểu tình hình nhà anh. Nhưng thật là xin lỗi vì chúng tôi không thể đưa thông tin nào của khách hàng cho bất kỳ ai biết được. Thật sự như vậy sao? Thật sự là không thể được. Cậu nhất định không nói cho chúng tôi biết hả? Người đó hiện đang sống ở khu nhà số 128. Đây là địa chỉ nhà. Con tìm thấy rồi, chính là ở đây nè. Có ai ở trong nhà hay không vậy? Từ từ đã mình à. Xin hỏi là ai vậy? Con nghĩ là người bán hàng ở siêu thị đã có nhầm lẫn gì rồi. Hả? Xin lỗi cô vì tôi đã làm phiền, cho hỏi có ai sống trong căn nhà này nữa không? Dạ không có, tôi chỉ sống có một mình. Có chuyện gì xảy ra sao? À không có gì đâu, tôi nhìn thấy cô có vẻ không phải là người xấu. Có lẽ chúng tôi đã tìm sai địa chỉ rồi. Mẹ ơi, hãy nhìn đằng kia kìa. Ủa? Gì chứ, con chó đó chính là... Hả? Nè gấp đôi nè, đi đâu nữa vậy? Mau vào nhà đi. Chính là con chó đó sao? Mọi người biết con chó của tôi sao? Đúng như vậy, đó chính là lý do tại sao con chó đó bỏ rác và bỏ đi mà mình không hề nhìn thấy. Ủa, tại sao mọi người không ăn đi? Vì tôi rất thích ăn cá ngừ đóng hộp cho nên ở trong nhà tôi không có món gì ngoài nó. Dạ không sao đâu cô, gia đình của con cũng thích ăn cá ngừ đóng hộp lắm à. Có phải vậy không mẹ? Đúng như vậy. Cho tôi hỏi, chị nói nhà mình ở hơi sức đông, nếu vậy có phải là nhà số 12 hay không? Trời đất ơi, sao cô lại biết được nhà tôi hay vậy? Thì ra là vậy. Vậy tôi đã biết lý do tại sao Gapdon lại tới đó rồi. Đó là thời gian cách đây khoảng chừng hơn 10 năm. Trước khi chuyển về đây ở, tôi đã từng sống ở ngôi nhà đó cùng với bà và chú chó Gapdon này. Ôi trời ơi, chú chó nhỏ của bà sao lại đáng yêu vậy? Lúc đó Gapdon vẫn còn là một chú chó nhỏ xíu. Và chó con Gapdon rất yêu quý bà tôi. Và bà của tôi cũng yêu thương nó như con vậy. Và cho tới một ngày, gia đình tôi phải chuyển tới sống ở một căn nhà khác. Cùng lúc anh chị cũng chuyển tới sống ở căn nhà đó luôn. Nhưng không ngờ vào vài năm trước đây, và rồi sau đó tôi đã đưa Gapdon đi khám bác sĩ thú y. Và bác sĩ đã nói Gapdon bị mất trí nhớ.
Hả? Gấp đôn bị mất trí nhớ thật sao? Con nghĩ là Gấp đôn đã du biết bao nhiêu khi nó nghĩ rằng vẫn còn đang sống với bà của mình. Là chuyện gì vậy hả? Ai đã làm ra chuyện này? Mẹ ơi, nếu như người đã tiểu bậy ở đây cũng có một câu chuyện đau lòng thì chúng ta phải làm sao đây hả mẹ? Không thể có chuyện đó được. Dù có câu chuyện đau lòng tới cỡ nào mẹ cũng không bỏ qua đâu. Thôi mẹ ơi, nhìn kìa. Hee 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 hee.